Lord, Independence Day. Green City, Charlotte, North Carolina, the Night Armor Shop in the Night Baseball Stadium. July 4th, Independence Day, Charlotte, Uptown, North Carolina. Let's go around Uptown tonight. Independence July 4th day. Mình đi vòng vòng bữa tối nay lễ lễ Independence Day, lễ độc lập, lễ lớn của nước Mỹ. One of the biggest holiday in USA. So many people all over the town. Quá trời người luôn. Xe cảnh sát quá trời luôn. All these police, 50 popo cars out here tonight doing their thing. News, WBT news, news everywhere. Nhà báo, nhà làm tin tức khắp mọi nơi luôn. Sky show, yeah. Sky show to this year, 2018 Independence Day, is the sky show fireworks. Chương trình sky show bắn pháo bông ở trong BB&T 4 Park ở sớm baseball stadium. All right, let's go over here at these events. This little tent and canopy there. Để đi vòng vòng dạo coi người và coi xung quanh có gì hay hay. Let's see what they have out here earlier until now. They haven't even moved nowhere. Still packed, more people coming. Tối nó còn đông hơn nữa. Light up. Selling all these toys. Bán đồ chơi cho con nít. Come on, one man. Come on. Come here! Come here! He just got a drink! We're good! Selling food, food trucks. Xe bán đồ ăn vặt. Em đẹp quá. Some pretty chicks out here too. Pretty woman, pretty ladies. What, $10 a burger? $12 a burger? 12 đồng cái bánh hamburger. Martin, you want to show you Martin? Yeah, wow, look at this. G.I. Joe out here too.
When you scoop ice cream, the park, Công viên, ở Bò Park Stadium, sân động viên Châu Banh, đây là cái park của cái sân động viên. And over here, still a lot of people. Qua bên đây thì quá trời người vẫn còn ở đây. Nguyên một cái vòng tròn, khu một cái vòng tròn này luôn. They all over the street, all around. People everywhere. I mean, their whole family, kids, adult, nguyên đại gia đình, ai cũng ở đây hết. Gia đình họ hàng bà con, bạn. Mình có mình lẻ loi mình à. Only I'm alone out here by myself. Alright, is that band over? Bên kia band lớn hồi sớm á, chắc giờ cũng giải tán rồi ha. Sky Show band over there. Look at this. Xem nào. Taking pictures at the fall, the Great Falls. Chụp hình ở dưới suối nè. Sky Show, the bands are over. Mấy đội band ở Sky Show chơi nhạc hồi sớm đang dọn dẹp rồi hết rồi. Giờ là còn tàn cuộc thôi. Yep, that's the end. They have like 20 big speaker. Có 20 cái lo bự ơi là bự luôn. Lo chiến không à. Để tới gần cho các bạn thấy này, xem này nha. Mấy lo chiến nè. Let me get close nearby and let you guys see these huge speaker from the bands played earlier, the Sky Show bands. I'm getting closer. Đang tới gần đó. Mình đang tới gần. Đây. Tiếc quá là mình không có ra đây lúc hồi chiều. Tại phải làm ở trong kia. Ở đây họ chơi nhạc quá trời luôn. Too bad I didn't come out here earlier. I was working. And the band is over. They have a blast out here earlier. Look at these speakers. Có mấy cái dàn lo thứ dữ nè. Làm do lo này cả 20 hay hai mấy sao. Bự quá đi. What? How many inch are they? How many inch are the speakers? Your speakers, how many inch? 20s? Double 18. Shoot, double 18. Double 18 luôn. Tới, how many? About 20 of them? No, the bottom is top. Oh, bottom. Bottom là subwoofer, ở trên là full range. Có khoảng chừng khoảng 20 cái lo bự gì đó. Quá dữ luôn. Công Mỹ Đen này không làm mà không nói nữa. Subwoofer in the bottom, full range, speaker on the top. Okay, he just told me that. And there's like 20 of these big speakers and subs all together. Look, there's more over here too. Còn ở đây nữa nè. Quá trời luôn. Dàn sub với dàn lo không? Nhìn là thấy mê luôn ha. Có cái dàn DJ nữa nè. Trời ơi, look at this DJ's package. Huge. Ah.
Ok các bạn. Coi như là tối nay là July 4 là tới đây là xong rồi đó. Mình đi làm ra là xong rồi đó. That's it guys. That's it for the night. Done working, got out of work. Walking around for a little bit. And looks like everything is over. But there's like club opens and all that. Clubs and bars. Bây giờ chỉ có vũ trường với mấy cái bar. Nếu mà em muốn đi thì đi thôi. Nhưng mà mình đi về. Mệt quá, làm nguyên cả mấy tiếng, 6-7 tiếng rồi. I did like 6 or 7 hours in that stadium. Yeah. I got some food, bring it home. Eat, go to sleep. Có vài món ăn lấy về xong rồi về nhà ăn xong rồi ngủ thôi. Nguyên làm 6-7 tiếng rồi. Good night, cả nhà, good night all. That's it for the night, July 4th. Happy July 4th. Happy Independence Day. I am out. Going home. Wow, look at the breeze. Oh, Mac, wow. You're so good with the wind. Y'all, Mac, wow. Không thấy ai quen biết đó. I don't see no one that I know. Alright, good night. See you guys in the next one. Thanks for watching my videos on July 4th, 2018. Cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày 4 tháng 7 năm 2018 của lễ Independence Day, lễ độc lập của Mỹ. USA nha. Good night các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và hy vọng các bạn xem video mình mà thích. Nhớ like và subscribe. Remember like and subscribe my video, right? Thanks for watching. I'll see you on the next one. It's me signing out. Bye bye. Good night. What's up? Merchant and trade. Looks like the club. Bar. Only club or bar? Nhiều lắm. Trên này nhiều club với bar. Thành phố phát triển rồi. There's many clubs and bars up here in Charlotte now. It's building. Crowded. Ok, mình đang chuẩn bị đi ngang Apple Center ngày 4 tháng 7 2018 July 4th, walking by after the game, walking by the Apple Center up Charlotte Uptown. Here I come.
It's gonna be crowded. Run over here. Hey, Wallow. I got 1 minute. 1 second left. Okay, we'll see what happened. What's going on in epicenter? It should be crowded. Ở trong epicenter này chắc bây giờ đông người lắm. Tại vì lễ độc lập Independence Day. Sau khi cái game người ta sẽ đi vòng vòng ở khu này rất là đông, đông người. They're gonna be walking in here a lot. A lot of people will walk around this intersection on July 4th. July 4th tonight. Yeah. Let's go away. Other side. What a day. Yeah, get me. Yeah, get. Not too crowded, không đông lắm. Không đông như mấy năm ngoái. Maybe tonight at the club. Có thể tối nay là người ta đi chơi, đi bar, đi club này nọ thì mới đông. Bây giờ thì cũng đông rồi đó. It's getting crowded now around this time. But I am going home. Nhưng mà mình đi về. Không có tiết mục gì sắp đặt tới nay hết. Về ngủ nghỉ. Ăn. Go home, rest and eat. Just walking by Epicenter. Going toward my ride. Đánh xe đi về. Wow, cũng tìm kẹo nè. This candy shop. Big candy shop. Tìm kẹo lớn luôn nha. Thôi coi gì cũng đủ rồi ha. I don't think I need to come inside to show you guys, but there's a lot of candy. Yeah. Rất là nhiều kẹo nha. Hơi vắng, July 4th mọi người là vắng. Not so many people on July 4th night, huh? Maybe it's not time yet. Chắc chưa đến giờ hay sao á. Khuê nữa mới có đông, mới đông người. Thôi,
như lời mình hứa sẽ đi về. All right, like I say, I'm going home. See ya, good night. Good night, mọi người.